Rồi chào cô chú anh chị gần xa ha. Thì hôm nay em có hai lô đất tọa lạc khu phố Hòa Lợi, phường Hòa, thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Gửi lời chào đến cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Thì trước mặt mình là đường này là đường An Lợi, thì còn gọi là đường Bình Thủy của chú chị ha. Thì từ vị trí này mình di chuyển ra khoảng 400m, 500m là mình đụng đường quốc lộ 22 kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Gò Dầu, Bến Cầu, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và thành phố Tây Ninh ha. Và ngược lại ở đây mình đi khoảng 600m là mình đụng chợ An Hòa cũng như là khu công nghiệp Thành Công, và qua Lộc Giang, thành phố Đức Hòa và ra thị xã Trảng Bàng của chú chị ha. Đó. Thì nói chung là con đường này nó sẽ kết nối đường N8 đang khởi công từ khu chế xuất Linh Trung, là con đường tránh sau này Trảng Bàng lên thành phố thì xe công xe tải sẽ không vô trung tâm mà đi qua con đường này, qua quốc lộ 22 về cửa khẩu Mộc Bài của chú chị ha. Thì lô đất giới thiệu của chú chị ngày hôm nay là mình quẹo tay phải đây vô khoảng đúng khoảng 40m, 50m thôi. Thì hai lô đất này giá rẻ nhất khu vực ở đây, thì cô chú chị mình xem tham khảo ha. Thì hai lô đất này quay mặt về hướng nam của chú chị ha. Thì từ mí tường rào đó kéo ngang ở đây là 7m, hậu dài 45. Tiếp theo là lô từ mí 7m này mình kéo ngang qua là 5m, cũng hậu dài 45m. Cái lô 5m này cạnh 44, cạnh 45 ha. Thì hai lô này á hiện tại thì còn đất cây của chú chị ha, chưa có thổ cư. Đó, thì chủ cần bán mỗi lô là 200 triệu một mét ngang. Thì cô chú anh chị mình mua thì lên thổ cư ha. Hiện tại Trảng Bàng vẫn còn chuyển mục đích lên thổ cư được. Đó. Thì trong đây là đường này mình di chuyển ra quốc lộ 22 cũng như ra An Hòa, đường thông tứ hướng, mật độ khu dân cư. Thì cô chú anh chị mình quan tâm hai lô đất này thì liên hệ ngay số điện thoại trên màn hình cho em. Đó. Đây. Thì cái lô hai lô đất mình nó nằm ở sau tới có căn nhà luôn ha. Thì cô chú anh chị thấy nè, ở mấy cái tường rào dưới đó là 45m của chú chị ha. Thì hiện tại khu này có 3 lô, nhưng mở lô gốc hai mặt tiền 5m này người ta không bán, có nghĩa là mà tính từ bên kia qua 7m rồi 5m, lô này 5m, lô này người ta không bán ha, bán hai lô trong đó. Rồi bây giờ di chuyển một đoạn vô trong cho cô chú chị mình xem thôi, tiện đường đi ngang quay video ngắn cho cô chú chị mình xem ha. Đây nhà trọ nè, chỗ đó nhà trọ cũng bạc ngàn chỗ đó ha, 450 căn phòng trọ trong đó. Thì hiện tại em nhận review chào đất khu vực Trảng Bàng, Bộ Dầu, Bến Cầu của chú chị nào xem video được có nhu cầu liên hệ cho em ha. Đến hỗ trợ review miễn phí, chào bán khu chú chị ha. Em xin nhắc lại đất mình tọa lạc là khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì phường An Hòa này ở phía trước khu vực Trảng Bàng có khu công nghiệp Thành Công rất là đồ sộ, thứ hai nữa giáp với Lộc Giang cũng có hai cụm công nghiệp, sau này có thể là khởi công trong năm nay em tới gì thôi, đã đền bù hết, giải tỏa hết rồi. Khu vực này rất sầm uất của chú chị ạ. An Hòa phường thì nhỏ nhưng diện tích đất cũng ít, dân cư thì rất là đông, nên là chú chị mình tham khảo hai lô bất động sản này
hộp nhãn, hộp túi tiền tài chính của mình thì liên hệ cho em ha. Rồi trước đây tới đây là một cái ngã tư này của chú chị ha. Mình vẹo trái thì mình ra quốc lộ 22 đường Xuyên Á, cũng như là ra thị xã Tân Bàn, mình tay phải thì ra ăn chợ Hòa Nhân Dân. Cảm ơn quý chị mình đã xem video.